hãy gắng sức hết mình. Tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên. Đây là những hình ảnh đến từ lượt trận tranh hạng 3 khuôn khổ giải bóng đá U16 High School John Talent ở Bến Tre năm 2024. Cú đá đầu tiên khá nguy hiểm. Câu lạc bộ Kia sẽ thi đấu trong đồng phục sắc vàng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Phá bóng lên cho Kia. Kia với tọa đấu số 9 Vĩ Khanh, số 8 Long Châu, số 3 Minh Khương, số 10 Thành Phúc, thủ thành số 1 Hữu Phúc. Và đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Kia. Một không. Bóng đã đi qua giữa hai chân thủ môn phía Hoàng Vân vào trong lưới các bạn. 1-0 cho câu lạc bộ Kia. Vĩ Khanh đã có lỗi, quả đá phạt cho Kia. Đá bật lên các bạn. Tỷ số đã được mở cho câu lạc bộ Kia. Hoàng Văn với tọa đấu số 4 Việt Tân, số 13 Minh Sang, số 12 Quốc Tiến, số 2 Thủ Thành Lê Đăng cùng với số 23 đó là Tân Hà. Đá phạt cho Kia. Tiếp tục là quả đá biên. Vĩ Khanh. Vĩ Khanh. Lê Đăng. Dứt điểm tiếng hai. Cú đá thật không thật sự chính xác. Ở mùa giải này lứa U16 có 4 đại diện tham dự: câu lạc bộ Ba Tri, câu lạc bộ Hoàng Vân, câu lạc bộ Văn Thắng Sport cùng với câu lạc bộ Kia. Quả đá một góc. Tình huống chỉ điểm tiếng 2. Trận đấu đang được ghi hình trực tiếp tại sân NCT Football của anh Nguyễn Công Thành, vòng xoay Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, và được phát sóng trên hai nền tảng Gon F Play Facebook và fanpage bóng đá học đường Bến Tre. Quả đá biên. Sau trận đấu này sẽ là lượt tranh hạng 3 của lứa U17 nha các bạn. U17 có 4 đội bóng tham gia: câu lạc bộ Phủ Dòng Trôm, câu lạc bộ Sông Anh, câu lạc bộ Kim Long và câu lạc bộ Ranger City. Anh Hiền thay mặt ban tổ chức cùng với hệ thống bóng đá đường Bến Tre hoan nghênh tất cả các bạn tham gia vào mùa giải này. Đây là tuần giờ thi đấu thứ nhất cấp độ ao làng. Giải đấu lần này nhằm tạo ra sân chơi giao lưu học hỏi cho phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là môn bóng đá các bạn. Một túc cầu được xem là môn thể thao vua của thế giới. Quả phong lên cho Lê Đăng. Buổi sáng này cũng đã diễn ra đá phạt lên, lỗi thuộc về cao thủ Kia. Cách biệt đang là một bàn nghiêng về Kia. Chúng ta cùng theo dõi lại pha ghi bàn thắng và tỷ số cho
các bọn cầu thủ đến từ kia. Không có gì nguy hiểm cho thủ môn của phía câu lạc bộ Hoàng Vân, sẽ là một quả đá phạt. Đá phạt nhanh. Tiếp tục là một quả đá phạt góc. Không có gì nguy hiểm. Phản công cho Hoàng Vân. Và dứt điểm của Việt Tân. Chỉ số áo số 4. Có thể dứt điểm hay không? Nỗ lực của Vi Khanh. Vi Khanh đá thẳng. Chưa được phản công cho Hoàng Vân. Người vừa có pha xử lý là Tân Hà. Tiếp tục là cơ hội cho Tân Hà. Xâm cho đặt được quả. Kịp không? Điều tổng đi em. Xin cảm ơn em Như Ý, Lý Ngọc Như Ý. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Kia. Vĩ Khanh, Minh Khương, Quốc Huy. Bóng đá về chân của câu lạc bộ Hoàng Vân. Tân Hà khá nguy hiểm. Quả phạt góc. Xin cảm ơn anh Nguyễn Công Thành, trưởng ban tổ chức. Quả đá phạt góc tiếp theo. Trận đấu đang được phát sóng live stream trên hai nền tảng fanpage bóng đá đường Bến Tre cùng với fanpage Facebook truyền thông thể thao Golden Play. Quả đá phạt góc thứ 3. Tân Hà. Không, đây là Việt Tân. Tân Hà. Tân Hà đã ngã, tuy nhiên không có lỗi. Minh Sen. Hai bà cú đá liên tiếp, tuy nhiên các trung vệ của Kia đang làm việc tốt. Pha bóng lên. Vẫn còn. Bóng đã chạm vào thủ môn của phía câu lạc bộ Kia. Đá biên cho Kia.
Minh Khương, Quốc Huy, Minh Sang, Minh Sang. Thủ môn Hữu Phúc đã cứu thua cho kia. Cơ hội đã trôi qua. Quả đá biên cho Hoàng Vân. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ của câu lạc bộ Kia trước câu lạc bộ Hoàng Vân. Khung khổ lượt tranh hạng 3 và bóng đá U16 ở John Talent High School Bến Tre đá phạt các bạn cho các cầu thủ đến từ Hoàng Vân. Không, đá phạt cho Kia. Lỗi thuộc về cầu thủ Hoàng Vân. Và phối hợp Minh Khương, tình huống dứt điểm chưa đủ lực của bạn Khương. Bóng lại tiếp tục về chân của Hoàng Văn, lần này đã có lỗi. Vĩ Khanh sẽ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Tình huống vừa rồi Vĩ Khanh cũng không cần phải phạm lỗi các bạn, không có gì nguy hiểm. Cú đá chim, gió khá mạnh khiến cho tốc độ của trái bóng sẽ đi nhanh hơn và có thể đổi hướng mấy bạn, rất khó chịu cho những người gác đền. Các thủ môn ở trong mùa giải năm nay ảnh hưởng bởi thời tiết nha bạn. Chưa được một pha dứt điểm khá nam mỹ kiểu đá cầu mấy bạn ơi. Minh Sang, Minh dứt điểm rất căng qua một góc. Hữu Phúc lại một lần nữa cứu thua. Trước đó thì Hữu Phúc đã tỏa sáng giữ sạch mạng lưới cho câu lạc bộ Kia. Đây là trận đấu với hy vọng mang danh hiệu thứ ba về nhà. Đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về Kia. Chúng ta cùng gặp lại nhau vài vài. Tay trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Thank you.
tay trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Sắc vàng vẫn sẽ là trang phục thi đấu của Kia, bóng đá bên chân của Kia. Chưa được. Hoàng Hồ thủ thành Hữu Phúc. Không, đó là thủ thành Gia Huy. Không có gì nguy hiểm. Cầu thủ đáng chú ý của câu lạc bộ về Hoàng Vân đó là Minh Hoàng. Cùng với Hoàng Đạt cũng đã hơi mạnh. Hữu Phúc. Không có gì nguy hiểm. Quả đá phạt. Đá bật lên. Cách biệt đang là một bàn nghiêng về câu lạc bộ Hòa Kia trước đối thủ câu lạc bộ Hoàng Vân. Hoàng Vân với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Ngọc Hoàng Vân các bạn. Và một điều cho câu lạc bộ Hoàng Vân. Hoàng Đạt là người ghi bàn. Một điều. Pha ghi bàn của cầu thủ Mao số 9. Gia Huy đã được tăng cường. Tỷ số đã được sang bằng một đều cho các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Hoàng Vân. Xin cảm ơn Sĩ Hào Khánh An. Khánh An đến từ Kia. Cả hai vị huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng đều là những huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên nữ các bạn. Quả đá phạt. Bóng đá nữ của Việt Nam chúng ta là đi tới tầm thế giới World Cup rồi mấy bạn ơi. Đá biên. Hai đội bóng chưa thể triển khai lối chơi phối hợp ở kỳ liên ngắn mà chỉ có thể thực hiện những đường chuyền dài. Quả đá phạt.
Khánh An đã trao thưởng, mỗi bàn thắng sẽ được thưởng nóng 50k. Xin cảm ơn huấn luyện viên trưởng Khánh An đến từ câu lạc bộ Kia. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp thi đấu thứ hai, lượt trận tranh hạng 3 đã có lỗi giữa câu lạc bộ Kia và câu lạc bộ Hoàng Vân. Hiệp 2 chúng ta thi đấu ở sân số 2 các bạn. Do sân số 1 mà không đủ điều kiện để có được một buổi ghi hình ưng ý nhất, nên anh chủ sân cũng như là trưởng ban tổ chức Nguyễn Công Thành đã sắp xếp cho các đội bóng thi đấu tại sân số 2. Xin cảm ơn anh Công Thành. Quả đá phạt, Gia Huy đã xuất sắc đổ người cản phá tình huống đá phạt vừa rồi, cơ hội đã trôi qua. Tiếp tục là cơ hội dành cho Hoàng Vân. Hoàng Vân đã đá khác hẳn so với hiệp đấu thứ nhất mấy bạn. Hữu Phúc, Gia Huy đã có lỗi đá phạt dành cho các cầu thủ Kia. Minh Sang là người phải nhận thẻ trong pha bóng vừa rồi. Cũng phải giữ gìn sức khỏe nha mấy bạn. Không có gì nguy hiểm. Sau trận đấu này sẽ tiếp tục là lượt trận tranh hạng 3 và hai trận chung kết của giải bóng đá U16 cùng với U17. Phong lên cho Gia Huy. Bây giờ các bạn chưa thể bình luận nhiều và chia sẻ, khi nào về nhà các bạn nhớ chia sẻ trên Facebook và bóng đá được Bến Tre cùng với Gon App Play nha các bạn ơi. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Kia. Những lượt like và lượt share của chúng ta tuy free nhưng một phần nào đó sẽ lan tỏa hình ảnh nó đẹp hơn cho khán giả gần xa. Cơ hội đã trôi qua. Tân Hà. Vẫn là cao thủ Kia. Vĩ Khanh. Đại Biên lên. Khánh An liên tiếp có lời nhắn Vĩ Khanh cố lên. Cố lên máy ní ơi. Cảm ơn huấn luyện viên trưởng Khánh An. Các bạn nữ của Bến Tre cũng là đam mê bóng đá rất là nhiệt huyết, không thua kém so với mấy bạn nam đâu nha các bạn. Tiếp tục là một tình huống phân công. Những giải đấu như thế này sẽ minh chứng cho điều đó. Cơ hội đã trôi qua. Hà Huy. Đã biên lên. Hai đội bóng đang giảm nhiệt độ trận đấu khi Hoàng Vân, câu lạc bộ của Nguyễn Ngọc Hoàng Vân, huấn luyện viên trưởng đã có được bàn thắng sang bằng tỷ số trong hiệp đấu thứ hai. Vẫn là các cầu thủ đến từ Kia. Khá nguy hiểm. Pha bóng đã đi hơi chặt so với khung thành của câu lạc bộ Hoàng Vân. Tình huống dứt điểm tiếp theo, bóng đã bật ra. Và dứt điểm trước đó là của chuyền xuất vào áo số 13 Minh Sang. Chúng
chúng ta cùng theo dõi lại cú đá của mình xem. Tiếp tục là cơ hội dành cho Hoàng Vân. Lần này thì pha dứt điểm đã đi quá cao. Nắng rất là gay gắt luôn mấy bạn. Một thử thách về thể lực cho các cầu thủ ở lứa U16 và U17 của buổi chiều ngày hôm nay. So với những cái đàn anh ở lứa U16, U17 thì buổi sáng U14, U15 thi đấu cũng nắng oi bức lắm mấy bạn. Tỷ số đang là 1-1. Ở giải đấu U16 ngoài Hoàng Vân, câu lạc bộ Kia còn có câu lạc bộ Ba Tri và câu lạc bộ Văn Thắng Sport. Văn Thắng và Ba Tri sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Tuy nhiên trận đấu nào cũng được xem là trận chung kết hả mấy bạn. Chiến thắng chính mình mới là chiến thắng quan trọng nhất. Không có gì khó khăn cho Gia Huy. Rất nỗ lực. Gia Huy và Lê Đăng là hai người gác đền của câu lạc bộ Hoàng Vân ở mùa giải năm nay. Đã biên lên. Khả năng cao hai đội bóng muốn cầm hòa và tiến đến lượt sút lưng lâu mấy bạn. Hoàng Vân và Kia đều không quá mạo hiểm trong hiệp đấu này. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, thời gian cũng còn đủ cho nỗ lực của hai đội bóng. Đội bóng nào ghi bàn trước thì sẽ có được danh hiệu mang về nhà. Không cần phải tiến đến lọt sút lưng lô các bạn. Lọt sút lưng lô chỉ dành cho những trận đấu mà chúng ta bị đánh giá thấp hơn. Đối thủ quá mạnh thì chúng ta buộc phải thủ hòa, cầm hòa cho đến lọt sút lưng lô. Mai rủi ở thế trận cân bằng chúng ta có thể giải quyết sớm trong thời gian thi đấu chính thức. Không có gì nguy hiểm. Phá bóng cao chân rồi mấy bạn, từ từ thôi mấy bạn. Sau trận đấu này gia đình, bạn bè, thầy cô vẫn chờ đợi mấy bạn. Đá phạt cho câu lạc bộ Kia. Hòa Huy. Quá vô vô 2-1 cho câu lạc bộ Kia. Đội bóng của Khánh An sẽ muốn giải quyết trận đấu sớm trong thời gian thi đấu chính thức của mùa giải năm nay. Các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn vừa rồi. Và ghi bàn của Quốc Huy. Tỷ số mở số 7. 2-1 cho Kia. Đá bóng của Khánh An. Tiếp tục là cơ hội đối đầu cùng với thủ môn. Ghi bàn không vào vô vô. 3-1. Hai bàn thắng chỉ ghi trong ít phút thôi mấy bạn. Vẫn là các cầu thủ Hoàng Vân. Nỗ lực của Quốc Tiến. Đa biên lên cho Quốc Tiến. Tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 rồi mấy bạn. Kia cũng đã mở tỷ số trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên Hoàng Vân đã sai bằng tỷ số 1-1 sau khi hiệp đấu thứ nhất được kết thúc. Bước sang hiệp 2 thì Kia và Hoàng Vân chơi giằng co và cẩn trọng hơn. Tuy nhiên Kia đã chuyển trạng thái nhanh sau khi hiệp đấu thứ 2 đã trôi qua được 50%. Và điều này đang giúp cho Khánh An cùng với các cầu thủ của mình có được lợi thế hai bàn.
Vâng, 3-1 cũng sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Xin chúc mừng cho câu lạc bộ Kia cùng với Khánh An đã có được danh hiệu ở mùa giải năm nay ở cấp độ Outland từng thứ nhất. Chúng ta cùng gặp lại nhau sẽ phút nữa. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ.
Trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Sam Anh đã có sự góp mặt của thủ thành Hoàng Long, mang áo số 24 ở trong lượt đấu này. Sắc xanh sẽ là trang phục của Sam Anh, đá bóng của Ký Tài cùng với các người đồng đội của mình. Câu lạc bộ Ranger City sẽ thi đấu trong một sắc vàng và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ranger với tọa đấu số 9 Hoài Ân. Và 1-0 cho câu lạc bộ Sam Anh. Vẫn là cao thủ Ranger. Quả đá biên. Sam Anh đã có được bàn thắng 3 tỷ số ở trong lượt trận tranh hạng 3. Khuôn khổ giải bóng đá đã bằng lên. Giải bóng đá 17 High School John Talon ở Bến Tre. Người ghi bàn thắng 3 tỷ số 1-0 đó là cầu thủ mang áo số 22 Mạnh Khương. Ký Tài. Sông Anh với tọa đấu số 29 Ký Tài, số 22 Mạnh Khương, số 9 Trí Nhân, thủ thành số 24 Hoàng Long, cùng với số 20 là Di Khen, Di Khánh. Khá nguy hiểm, Đức Tiến đã phải trở tài. Thủ thành đến từ Bến Tre. Cơ hội đã trôi qua. Một đường chuyền khá nguy hiểm của Trí Nhân. Các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn của cầu thủ mang áo số 22 Mạnh Khương. Vẫn còn Minh Lợi. Phong lên Hoàng Long. Hoan hô bạn Hoàng Long các bạn. Hoàng Long đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn sắp xếp quay về Bến Tre để tham gia vào giải đấu này. Đá biên cho câu lạc bộ Sông Anh.
được chuyển hướng đến cột sai. Phản công cho Ranger. Thành Phong. Vẫn là các cầu thủ đến từ Ranger. Công Khanh cũng đang theo dõi trận đấu này. Công Khanh cho rằng bé Anh và bóng hơi quyết liệt các bạn. Nhưng mà Công Khanh đá còn gắt hơn. Đá phạt cho các cầu thủ áo xanh. Khác hẳn so với cái trận đấu giao hữu thì trong những mùa giải các cầu thủ sẽ vào bóng mạnh và quyết liệt các bạn. Tuy nhiên phải hợp lệ nha mấy bạn. Cú lấp bóng kỹ thuật, bóng đã đi cao quá cao. Hoàng Long. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Sông Anh. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đó là Mạnh Khương. Mặc áo số 22. Ranger City đã bật lên. Quốc Khánh là người bị phạm lỗi. Nguyên Bảo ký tay. Cú đá tiếp theo. Xem cho đã rời qua. Tuấn Anh là người gác đền của Ranger City. Thủ thành Tuấn Anh ký tài. Đá phạt lên. Mong rằng ký tài sẽ sớm hồi phục lại phong độ và tìm thấy được một tình yêu mới dành cho mình. Ai rồi cũng phải thất tình thôi mấy bạn. Nhưng mà còn đó những người anh em đang chờ đợi ký tài, không có gì phải bồ hết ký tài. Bóng đá sẽ giúp cho chúng ta tìm lại được niềm vui, cảm hứng trong cuộc sống này. Ký tài. Dưới đây bạc chưa phải. Chưa được. Trên hình ảnh đó là Thành Tài cùng với Nguyễn Phương đang cổ vũ cho ký tài. Xin cảm ơn em cameraman rất nỗ lực. Pha tranh chấp với chuyền sút mang áo số 9 đó là Trí Nhân. Trí Nhân có mái tóc vàng, ống mã khá dễ nhận biết. Trí Nhân. Quốc Khánh. Nguyên Bảo. Ký tài. Ký tài. Nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Ký tài có những cú đá chéo góc. Bóng đi làm bập. Xin cảm ơn Nguyễn Hồ Hoàng Việt. Hoàng Việt thì có vũ cho Úc Lùng. Trí Nhân. Cú đá quá mạnh đến từ Mạnh Khương. Qua đá biên. Quốc Khánh. Đá biên cho Di Khen. Đã bị cho Sông Anh. Di Khen. Di Khen còn có người anh trai ruột là Trọng Thái nữa các bạn. Cơ hội phản công dành cho Ranger. Hoàng Long. Cơ hội đã được qua. Và cú thua xuất sắc của Hoàng Long. Tuấn Anh. Quốc Khánh. Phối hợp cùng với Minh Lợi. Ký tài. Đá biên không, bóng có cỏ ở trong sân. Bóng đã chạm vào Mạnh Khương.
Cảm ơn Quốc Phiên, Công Khanh đang cổ vũ cho Ranger và Sông Anh. Các bạn nhớ ghi hình nhớ, bạn có rất là nhiều idol ở lứa tuổi của mình, đặc biệt là idol top top nha mấy bạn. Khá nhiều lượt follow của quê hương Bến Tre, các bạn nhớ tương tác với nhau, chụp ảnh với nhau để mình tăng lượng follow và lượt like lên nha mấy bạn. Tuấn Anh, Thành Phong, Trí Nhân, Ký Tài, không đây là Chi Khen, Quốc Khánh, Chi Khen ghi bàn hay không? Vô hay không? Ký Tài là người ghi bàn. Ký Tài ăn mừng một cách rất lạnh lùng các bạn. Hay không cho câu lạc bộ Sông Anh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha dứt điểm vừa rồi. Xin cảm ơn em Ngọc Quý. Em Ngọc Quý cũng là idol top top của quê hương Ba Tri mấy bạn. Và đặc biệt tiếp theo, mấy bạn nhớ chụp hình với các idol top top, mấy bạn thấy mặt quen quen là idol không đó mấy bạn. Tại vì mình thấy trên top top nhiều nên mình thấy quen. Tiếp tục là mùa quả đá biên. Các bạn có thể edit một cái clip nào đó cho mùa giải năm nay trên nền tảng YouTube Gold Media. Gold Media YouTube, các bạn có thể điều chỉnh full HD 1080 để có những chất lượng video cao nhất so với nền tảng Facebook của nhà mấy bạn. Mấy bạn chỉ cần gõ tên đội bóng và giải đấu sẽ có danh sách phát kèm theo trên nền tảng Gold Media. Tiếng 2 không có gì nguy hiểm, pha dứt điểm của Nhật Khánh. Hoàng Long, Tuấn Anh, Đa Biên, Ký Tài đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho câu lạc bộ Sông Anh. Không có lỗi các bạn. Tuy nhiên cầu thủ Sông Anh vẫn đang có vẻ bị đau. Không có nhiều khoảng trống, tuy nhiên bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ đến từ Sông Anh. Và xử lý đến từ Duy Khánh. Duy Khánh cũng thường xuyên động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ phía câu lạc bộ Sông Anh ở mùa giải này. Tiếng 2, tình huống dứt điểm khắc căng. Và dứt điểm vừa rồi lực chân không thua kém gì so với Xuân Phương đâu mấy bạn. Tuấn Anh, vâng, Hiếu Nhỏ đã gây đau lòng cho chủ sân mấy bạn. Hiếu Nhỏ quăng cái tô. Ký Tài phản công cho Ranger. Duy Khánh đã buộc phải phạm lỗi, tình huống phạm lỗi chiến thuật thôi mấy bạn, trước khi Ranger phản công. Duy Khánh đã chủ động phá bóng, phạm lỗi phá bóng ngay từ khu vực giữa sân. Khá nỗ lực đã có bàn thắng thứ 3. Và đó cũng là bàn thắng ấn định tỷ số cho hiệp đấu thứ nhất giữa Sông Anh và Ranger.
tay trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân cùng vời qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ các chiến thắng. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam khát khao chiến thắng. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì các cầu thủ Sông Anh sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải. Tỷ số đang là 2-0 nhưng về câu lạc bộ Sông Anh, Mạnh Khương cũng đã đóng góp cho bàn thắng vào tỷ số. Sau đó thì Ký Tài đã nhân đôi cách biệt. Hoàng Long, Hoàng Long, Long Đen là một trong những sự bổ sung và chất lượng của Rangers City ở trong lượt đấu này. Tuy nhiên thì thế lực của Rangers đang có dấu hiệu bị suy giảm nhiều mấy bạn, đặc biệt là hiệp đấu thứ nhất khi mà thời gian đã trôi về nửa sau. Hoàng Long đã băng ra. Tiếng hai trước trận đấu này đã diễn ra trận tranh hạng ba giữa câu lạc bộ Kia và câu lạc bộ Hoàng Vân. Kia đội bóng của Khánh An đã giành được danh hiệu hạng ba. Xin hẹn gặp lại Hoàng Vân. Và đá biên Xuân Khải. Xuân Khải và Duy Khánh có lối chơi giống giống với nhau các bạn. Ký Tài, Ký Tài cũng thi đấu trong màu áo của U19 High School Super Jerry.
vẫn còn. Nhật Khánh, góc sút của Nhật Khánh là chưa được rộng, tuy nhiên cầu thủ này cũng sẽ mang về quả đá biên tiếp theo. Không phóng lên. Trí Nhân. Và các bóng chính xác. Sao Manh bước sang hiệp 2 đang chuyển sang phòng ngự số đông nhằm bảo vệ thành quả của mình. Chỉ cần giữ nguyên tỷ số hiện tại. Trí Nhân. Phong lên cho Tuấn Anh. Điểm đáng chú ý ở trong mùa giải năm nay là những thủ môn đều có thể hình tốt lắm mấy bạn. Ở trong trận đấu này thì có thủ thành Tuấn Anh và thủ thành Hoàng Long, Long Hắc Long. Long đen mình gọi là Hắc Long nha mấy bạn. Không có gì nguy hiểm cho Tuấn Anh. Đội hình của Ranger đang được đồn lên khá cao. Trí Nhân tiếng 2 chưa được. Và bóng vừa rồi Ký Tài cũng hơi giật mình. Duy Khánh. Hắc Long. Và chiếc điểm hơi mạnh của cầu thủ đến từ Ranger. Tình huống chiếc điểm của Công Thành. Ký Tài. Ký Tài rất khéo léo. Chưa được người theo sát Ký Tài là Thành Tươi. Và chiếc điểm từ xa không có gì nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm. Ký Tài đã có lỗi. Trí Nhân. Tuấn Anh. Trí Nhân đã có bóng an toàn. Những hình ảnh mà các bạn đang theo dõi đến từ hiệp thi đấu thứ hai lượt trận tranh hạng 3 khuôn khổ giải bóng đá U17 iSchool John Tardon Bến Tre giữa câu lạc bộ Ranger cùng với câu lạc bộ Sông Anh. Ở mùa giải này U17 có 4 đội bóng tham gia, đó là câu lạc bộ Phủi Dòng Trôm và câu lạc bộ Kim Long nữa mấy bạn, song song với Ranger và Sông Anh. Phá bóng an toàn. Ngoài U17 còn có các bạn ở lứa U16, đó là câu lạc bộ Ba Tri, câu lạc bộ Hoàng Vân, câu lạc bộ Văn Thắng Sport và câu lạc bộ Kia. Hoàng Long, Hắc Long. Anh Long nha mấy bạn, Tuấn Anh. Nhưng mà bây giờ anh Long gác kiếm lo đi làm kiếm cơm rồi mấy bạn ơi, không có kiếm mối nữa. Phải vậy thôi anh Long. Nhật Khánh. Nhật Khánh. Chân trái. Cũng không có nhiều khoảng trống cho Ranger trong đấu thứ hai. Song Manh đã chủ động phòng ngự và bảo vệ thành quả của mình. Ba ba ba. 1-2. Mới vừa ngỡ rằng là Ranger khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên thì Quốc Việt là thành công. Và chiếc điểm thứ hai, tuy khó khăn chưa thành công nhưng mà mình cũng chậm bước thôi nha mấy bạn. 1-2. Tiếng hai, bàn thắng vừa rồi đang thắp lại tia hy vọng cho Ranger.
Công Thành là người có pha dứt điểm vừa rồi. Hạc Long, Anh Long, Tấn Anh, Công Thành, Nhật Khánh, sức nướng tốt của Nhật Khánh. Thành Tươi, Saman đang chủ động giảm nhiệt độ của trận đấu. Chỉ cần bảo vệ thành công lợi thế thì Saman sẽ có mang được danh hiệu về nhà. Tuy là cấp độ ao làng từng thứ nhất nhưng mà cũng không hề dễ dàng để mang danh hiệu về nhà đâu nha mấy bạn. Xin cảm ơn Bảo Ngọc, em Bảo Ngọc đã có là nhắn ghi trái nữa đi anh Khương ơi. Xin cảm ơn Đức Duy. Những lời động viên, cảm ơn Thanh Duy. Thanh Duy đã có lời cổ vũ cho thủ môn Tấn Anh chụp tốt nha. Xin cảm ơn em Thanh Duy. Tấn Anh là người gác đền của câu lạc bộ Ranger City ở trong mùa giải này. Hắc Long, Hoàng Long, đa phần lên mấy bạn. Lỗi thuộc về Thành Đạt. Thành Đạt cũng thi đấu ở giải bóng đá U18 V-Sport toàn quốc khu vực tỉnh Bến Tre. Nhật Khánh đá phạt mấy bạn ơi. Mạnh Khương là người bị phạm lỗi. Người đặc biệt của Mạnh Khương là Bảo Ngọc cũng đang theo dõi và cổ vũ cho cầu thủ này. Các bạn nhớ chia sẻ hình ảnh và video cho khán giả đặc biệt, người thân, gia đình, bạn bè của chúng ta biết được chúng ta đang tham gia vào sân chơi bổ ích lành mạnh nha mấy bạn. Quả đặc biệt, Công Thành. Chạy chẳng của Công Thành, quá đông cách giao sàn Thành Đạt. Được chuyện hay của Thành Đạt, Duy Khang, Tấn Anh là người chiến thắng. Tấn Anh quá hay trong pha cứu thua vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn khi mà Ranger đã rút ngắn tỷ số còn 1-2. Quả đa biệt, Quốc Việt. Cơ hội đang trôi qua, để đáng tiếc là Công Thành chưa thể xem bằng tỷ số 2 đều. Và phối hợp hướng đến cộng 2 rất nguy hiểm. Tòa đấu của Ranger cũng đã gây khá nhiều khó khăn cho trẻ dòng trơm nha các bạn. Quốc Việt, Tấn Anh, Anh Triết đã là người được tung vào sân. Nguyễn Anh Triết, những người bạn của Anh Triết khen là Anh Triết trồng cửa hay hơn mấy bạn. Đá biên được chị bằng có khá hay. Trí Nhân bảo bên đi ra khỏi sân. Quốc Việt, Nguyễn Anh Triết là người có pha chạm bóng cuối cùng. Trí Nhân, Công Thành, Quốc Việt không hiểu ý mấy bạn. Tổ đấu của Ranger có lẽ là mới hội quân ở mùa giải năm nay, một số vị trí chưa ăn ý với nhau lắm mấy bạn. Trí Nhân, Nguyễn Anh Triết, Ký Tài, bóng đã chạm tay của cầu thủ phía sông Anh. Công Thành vẫn chưa có một chiếc áo vàng nào bàn lên.
Ranger tiếp tục có sự thay đổi người, Minh Mẫn là người được tung vào sân. Kỳ tài. Quốc Khánh. Kỳ tài. Hoàng Hắc Long. Không có gì nguy hiểm. Vẫn còn. Nhật Khánh. Minh Mẫn. Nhật Khánh. Nguyễn Anh Triết đã có lỗi cùng với Ký Tài. Ký Tài là mẫu cầu thủ thi đấu rất là cần cù mấy bạn, chịu khó di chuyển và tranh chấp và quyết liệt với các cầu thủ phía đối phương. Điểm mạnh của Ký Tài phải nhắc đến nền tảng thế lực. Tri Nhân. Cơ hội. Chưa được. Cú đá không đủ lực của Xuân Khải. Công Thành còn rất khỏe. Đường chuyền hay của Công Thành, người đồng đội đã không chỉ điểm. Nhưng bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của Ranger. Khung Thành đã cứu thua cho Hoàng Hắc Long. Cơ hội đã trôi qua. Ranger là đội đang có thể được thế trận tốt hơn trong hiệp đấu này so với Sông Anh. Một phần Sông Anh đã chủ động phòng ngự nhiều hơn rồi các bạn. Sông Anh không chơi đôi công giống như là đấu thứ nhất cũng thật dễ hiểu. Hiệp 2 thì Sông Anh đang dẫn trước 2 bàn. Tỷ số đang là 2-1 nha các bạn. Ranger đã rút ngắn tỷ số còn 1 bàn. Xuân Khải. Đa Biên. Xuân Khải. Công Thành. Lỗi thuộc về Xuân Khải. Trong một tình huống hơi bị thiếu người, Xuân Khải buộc phải phạm lỗi rồi bạn. Trọng tài đã buộc phải nhắc nhở cho Xuân Khải. Nhắc nhở cảnh cáo thôi nha bạn. Cú đá thẳng. Phong lên, Hoàng Hắc Long. Ranger phải chắc chiêu những cơ hội dành cho mình. Thời gian là không còn nhiều. Ký Tài. Hoàng Hắc Long đang đứng trước cơ hội mang được danh hiệu ở mùa giải năm nay về nhà cùng với các đồng đội như là Ký Tài, Trí Nhân, Mạnh Khương. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng Trí Nhân, Ranger hay là Sông Anh, Tấn Anh. Nếu như Ranger thi đấu hay, Ký Tài. Chưa được, Ký Tài muốn đưa bóng. Vâng, và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Xin chúc mừng cho câu lạc bộ Sông Anh có được một danh hiệu nghẹt thở trong lượt đấu này. Chúng ta cùng gặp lại nhau 6 phút nữa. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi.
tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam khát khao chiến thắng. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi.
Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với NCT Football vòng xoay Gia Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cuộc gặp gỡ giữa câu lạc bộ Ba Tý đến từ quê hương Mỏ Cày Nam, đây là đội bóng của huấn luyện viên trưởng Thành Lé, cùng với câu lạc bộ Văn Thắng Sport. Sắc xanh sẽ là trang phục thi đấu của các cầu thủ đến từ Văn Thắng. Ba Tý, đội bóng của Thành Lé sẽ thi đấu trong trang phục sắc hồng tím. Ba Tý với huấn luyện viên trưởng Huy Angola nữa các bạn. Hiệp đấu thứ nhất ra đã bắt đầu. Ba Tý với tờ đấu số 36 Trung Hiếu, số 7 Nguyễn Phú có Ác Chu Bài, số 16 Thiên Phú, số 10 đội trưởng Tấn Đạt Bánh Xèo, cùng với thủ thành Gia Huy, Huy Mô. Thủ thành Nhật Trường mấy bạn. Tiếng 2 của đá đầu tiên rất nguy hiểm đến từ chân sút của Ba Tý. Phước Lộc là người có cú đá bằng chân trái vừa rồi. Không có gì nguy hiểm, đây là trận chung kết ở lứa U16 nha bạn. Sau trận đấu này sẽ là trận chung kết U17. Văn Thắng với tổ đấu số 9 Phong Phú, số 15 Minh Thiện, thủ thành số 1 Gia Tùng, số 24 đội trưởng Văn Tâm, cùng với số 16 là Mạnh Cường. Ba Tý và Văn Thắng đều đã vượt qua được hai đối thủ, đó là câu lạc bộ Hoàng Vân và câu lạc bộ Kia của Khánh An, để góp mặt trong trận chung kết này. Đây là tuần thi đấu thứ nhất với cấp độ ao làng nha mấy bạn. Tuần sau chúng ta sẽ tăng thêm cấp độ. Tấn Đạt Bánh Xèo, Văn Tâm, Phước Lộc, ngoài ra trên băng ghế huấn luyện của Ba Tý câu lạc bộ còn có huấn luyện viên Minh Đăng. Lỗi thuộc về Thành Tài. Xin cảm ơn Nguyễn Khôi đến từ Dòng Trôm. Và đặc biệt trận đấu vẫn đang được phát sóng trên hai nền tảng bóng đá học đường Bến Tre và Gon Fplay. Tấn Đạt pha đi bóng có phần hơi lẻ loi, được chuyền hay của Bánh Xèo, góc xúc là không quá rộng, phóng lên cho thủ thành Gia Tùng. Gia Tùng Minh Thiện đã phá bóng an toàn. Quả đá biên tiếp theo, xin lỗi, quả đá phạt góc, bóng đã chạm vào Minh Trường. Các cầu thủ đáng chú ý của Ba Tý phải nhắc đến như là Gia Huy, Huy Mô, Gia Huy Hot Pistol nữa các bạn. Tấn Đạt, Thiên Phúc, Tấn Đạt. Chúng ta cũng đã biết đến Tấn Đạt và huấn luyện viên Nhật Huy, Huy Tô Rê ở giải bóng đá Summer Festival trong trận chung kết với Nguyễn Yến Sport các bạn. Đáng tiếc là đại diện của Bến Tre chúng ta đã chấp nhận thất bại trên chấm lưng lưu, cũng có phần hơi may rủi nha các bạn. Gia Tùng không có gì nguy hiểm. Thành Tài, phạt góc. Tấn Đạt, tiếng 2, 3 tình huống dứt điểm bên lăng cánh phải đến từ câu lạc bộ Ba Tý. Khá nguy hiểm, xem tí nữa đã gây khó khăn cho thủ môn của Văn Thắng Sport.
đó là thủ thành Gia Tôn. Vào 1-0. Phước Lộc là người ghi bàn. Cú đá chìm rất hiểm hóc của bạn Lộc. 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Ba Tý cùng với huấn luyện viên Thanh Lá. Phước Lộc cũng đã có một cú đá bằng chân trái rất nguy hiểm ở những phút đầu. Cơ hội là tiếp tục dành cho Ba Tý. Không được, pha băng lên của Thành Tài. Nhật Trơn, Gia Tôn. Phước Lộc. Tấn Đạt. Thành Tài đã bọc lót kịp thời. Phước Lộc không có gì nguy hiểm. Băng Tâm là người đã gây ra áp lực cho chân sút đến từ câu lạc bộ Ba Tý. Gia Tôn. Tấn Đạt không hề thiếu sức mạnh trong lối chơi của mình. Mạnh Cơn. Tấn Đạt. Đường chuyền hay. Chưa được. Một đường chuyền sáng sủa của Tấn Đạt. Đa Biên. Thành Tâm. Thành Tài. Đá biên cho Tấn Đạt. Thành Tài. Tấn Đạt. Dứt điểm. Đường chuyền dành cho Phước Lộc. Phước Lộc đá không có trúng vào trái bóng mấy bạn. Bị dục bố. Tấn Đạt đường chuyền hơi thiếu lực. Bóng đã chạm vào đội trưởng Băng Tâm. Ở trong hiệp đấu thứ nhất này, câu lạc bộ Ba Tý vẫn đang là đội chiếm thế chủ động nhiều hơn. Pha chạm bóng ban đầu của Tấn Đạt. Bóng bổng không phải là lợi thế của chỉ số áo số 10. Tấn Đạt thì thiên về rê rắc và phối hợp cự ly ngắn các bạn. Bánh xèo. Thành Tài, Thành Tài dứt điểm cũng rất tốt, không thua kém so với Xuân Phương, Patrick. Thành Tài cũng thi đấu trong áo của đội chủ nhà mỹ phẩm Maroni ở giải bóng đá Series Cup năm 2024 U22. Tiếp bóng rất tốt, pha bóng đã thể hiện được đẳng cấp của Tấn Đạt ở trong mùa giải này. Tiếp bước một rất là chuẩn các bạn và xoay trở khéo, dứt điểm lanh lùng. 2-0 cho câu lạc bộ Ba Tý và Thanh Lẽ. Huấn luyện viên trưởng Thanh Lẽ nhớ chụp hình để minh chứng cái tên của mình nha Thanh ơi. 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Ba Tý. Ở mùa giải này ngoài Ba Tý còn có sân bóng Huy Khang nữa bạn. Đường chuyền của Nguyễn Phú. Không, Tấn Đạt. Nguyễn Phú cũng là được tung vào sân. Mạnh Cơ. Nguyễn Phú. Đường chuyền dành cho em cameraman. Chưa được. Cú đá của Phước Lộc. Phước Lộc và Tấn Đạt là hai cầu thủ đã lập công cho câu lạc bộ Ba Tý trong trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay. Gia Tùng.
Nhật Trường, Thành Tài, Nguyễn Phú. Phước Lộc. Vâng, và đã có bàn thắng tiếp theo. 3-0, nghiêng về câu lạc bộ Ba Tý. Nguyễn Phú là người ghi bàn. Thành Tâm. Văn Thắng cần phải bình tĩnh trở lại mấy bạn. Ba Tý cũng không quá đẩy cao nhịp độ của trận đấu lên, tuy nhiên các tình huống phức hợp là rất nguy hiểm. Tiếp tục là cú đá của Phước Lộc, lực chân của Phước Lộc và Tấn Đạt thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nhiều mấy bạn. Bánh Xèo. Thành Tài, Thành Tài cũng dứt điểm rất là căng. Phước Lộc. Văn Thắng buộc phải lôi về và giữ cơ lý tốt hơn nhằm hạn chế những tình huống dứt điểm từ xa. Tấn Đạt, Nguyễn Phú. Bây giờ Nguyễn Phú vào sân thì sức mạnh trên hàng tấn công còn tăng cường thêm nữa mấy bạn. Nguyễn Phú cũng đá ăn ý, khá ăn ý với Xuân Phương. Thành Tâm, Tâm Sâu. Mạnh Cường. Mạnh Cường tì đè tốt. Hai chân sút của Ba Tý mới có thể ngăn cản được Mạnh Cường mấy bạn. Mạnh Cường đó đầm người. Đá biên cho đá góc mấy bạn. Cho Văn Thắng. Bóng đá Tâm Sâu. Bạn Tâm buộc phải phá bóng an toàn. Tấn Đạt. Thành Tài. Phước Lộc. Tấn Đạt. Khá nguy hiểm mấy bạn ơi. Tấn Đạt dứt điểm chìm không mấy bạn, rất khó chịu. Mạnh Cường. Thành Tài. Đội hình của Văn Thắng buộc phải lùi sau, không có nhiều người đồng đội cho hỗ trợ cho Mạnh Cường. Hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỷ số là 3-0 nghiêng về câu lạc bộ Ba Tý. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Thank you.
tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh. Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp thi đấu thứ hai cặp đấu trong khuôn khổ trận chung kết giải bóng đá U16 High School ở Bến Tre John Talon. Hiệp hai đã được bắt đầu. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về câu lạc bộ Ba Tí, đá bóng của Thanh Lé và huấn luyện viên Huy Torre. Huy Torre đã có một loạt thay máu ở trong hiệp đấu này, không có gì khó khăn cho Gia Tông. Phong Phú Nhật Trường đã băng ra kịp thời. Cơ hội dành cho Ba Tí. Vĩnh Phúc, Thành Danh, đường truyền của Gia Huy. Vĩnh Phúc, Gia Huy, Hoa Pistol. Nhật Trường, Quy Mô, Tiên Trương, Văn Thịnh mấy bạn. Có thể vượt qua được Minh Nhật hay không? Tiếp tục là cơ hội Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc muốn phối hợp cùng với Quy Mô, Gia Huy. Quy Mô được chuyện hay của Quy Mô. Gia Tùng đã bắt bài. Minh Thiện, Huy Hấp Bích Sô, Nhật Trương. Cú đá Gia Tùng, cú đá của Gia Huy. Gia Huy chích bôi dài mấy bạn. Minh Nhật, Gia Huy. Tổ đấu của Ba Tí chỉ mang và màu hồng thôi bạn, rất là mạnh mẽ. Màu hồng cũng đang trend nha mấy bạn, hai đội đều mang và màu hồng. Minh Nhật, Gia Huy, Huy Hot Pistol, Huy Mô không được. Minh Thiện khá nguy hiểm, Nhật Trường lại tiếp tục cứu thua. Dưới điểm thứ hai không được, cơ hội đã trôi qua và bắt bù lề của đội trưởng Băng Tâm. Băng Tâm là một trong những cái tên phải đáng nhắc đến của câu lạc bộ Văn Thắng Sport ở trong mùa giải này, với thủ thành Gia Tùng. Minh Nhật, Huy Hấp Pistol, Huy Mô, Huy Hấp Pistol, Minh Nhật. Vĩnh Phúc, Phúc Trâu. Đá bật lên mấy bạn, lỗi với Băng Tâm. Vĩnh Phúc còn có biệt danh là Phúc Tô Rô mấy bạn. Vĩnh Phúc thì vị trí xã trường là support SB, phải có SB thì mới chiến thắng được nha mấy bạn. Băng Tâm, Huy Mô, Minh Nhật, Huy Mô. Huy Mô trả tiếng hai, Phúc Tô Rô, Minh Nhật. Sau trận đấu này sẽ là trận chung kết của giải bóng đá U17 giữa câu lạc bộ Kim Long và câu lạc bộ Phủi Dòng Trơm. Cấp độ ao làng, các trận đấu sẽ được live stream kể từ trận tranh hạng 3 và trận chung kết nha bạn. Còn chụp ảnh full trận đấu kể từ vòng bảng
Các bạn nhớ cập nhật hình ảnh thông qua link Google Drive, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với anh Trần Nguyễn Minh Trung, là em của anh Nguyễn Công Thành, photographer của mùa giải năm nay. Đá biên cho câu lạc bộ Văn Thắng Sport. Bằng Tâm. Văn Thắng chơi fair play lắm nha mấy bạn. Hoan hô tinh thần của các bạn. Quy mô rất khôn khéo trong tình huống cài người vừa rồi. Đá phạt cho Ba Tý. Và Huy. Huy hot pistol. Cú đá đã chạm vào sàn ngang, thủ thành Gia Tùng cũng rất là kinh nghiệm nha mấy bạn. Tuy nhiên một mình Gia Tùng cũng không hề dễ dàng để chống đỡ trước sức mạnh đến từ hàng tấn công của câu lạc bộ Ba Tý. Nhật Trường. Tiếp tục là cơ hội dành cho Văn Thắng Sport. Nhật Trường. Phúc Tô Rô. Chưa được, cũng không hề dễ dàng để vượt qua được Băng Tâm. Huy Hoppy Stone, được chị quá mạnh. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp thi đấu thứ hai trận thi đấu chung kết giải bóng đá U16 iSchool Young Talent Bến Tre năm 2024 diễn ra tại sân Nguyễn Công Thành, vòng xoay Gia Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đường chỉ ca ngang vào vào vào. Phúc Tô Rô là người ghi bàn. Vĩnh Phúc. Phúc Tô Rô dứt điểm cố định cũng tốt lắm nha mấy bạn. 4-0. Văn Thịnh. Văn Thịnh đã được tung vào sân. Văn Thịnh cũng thi đấu rất hay. Người con của quê hương Bắc Cài Nam. Văn Thịnh. Huy Mô. Không, đó là pha xử lý của Gia Huy. Đây mới là Huy Mô. Sau khi ghi bàn thắng thì Vĩnh Phúc Toro đã được rút cho ra nghỉ. Văn Thịnh. Phong lên. Gia Tùng. Minh Thiện. Không, đây là Mạnh Cường. Mạnh Cường. Gia Huy. Mạnh Cường. Văn Thắng thi đấu chưa hiệu quả là đội bóng này thiếu đi mắt xích khu vực giữa sân các bạn. Ở trên hàng công có Mạnh Cường, ở hàng phòng ngự có Băng Tâm. Tuy nhiên thiếu đi một vị trí tiền vệ. Ala. Gia Huy là người đang bị đau. Băng Tâm. Văn Thịnh. Không hiểu ý, hai cầu thủ của Ba Tý đều đã chủ động vào bóng. Đá vào lên. Băng Tâm. Huy Mô. Văn Thịnh. Huy Mô. Thiện Phúc. Chưa hiểu ấy mấy bạn.
cao thủ của Ba Tý cũng đã có sự thay đổi người. Cơ hội đã trôi qua, Nhật Trường lại tiếp tục tỏa sáng. Nhật Trường là một trong những yếu tố đóng góp cho câu lạc bộ Ba Tý trong trận chung kết này. Mạnh Cường vẫn chưa có cơ hội tiếp theo, đã trôi qua, chưa có bàn thắng dành cho Văn Thắng Sport. Minh Nhật không vào, Văn Thịnh đã ngắm nghía và dứt điểm đi ra ngoài mấy bạn. Mạnh Cường, Nhật Trường, Văn Thịnh. Gia Tùng đã xuất sắc cản phá. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì Gia Tùng bị ảnh hưởng về khả năng quan sát. Minh Nhật vào một lần, không, sẽ là một quả đá phạt góc. Văn Thịnh không vào, cú đá của Huy Mô. Huy Mô đặt lòng trong chân phải mấy bạn. Gia Huy, Văn Thịnh không, đây là Thiên Phúc. Gia Tùng phong lên, Văn Thịnh không hề dễ dàng cho Mạnh Cường. Nhật Trường Thiên Phúc, Minh Nhật. Tỷ số sẽ được ấn định là 4-0 cho câu lạc bộ Ba Tý trong trận chung kết này. Chúng ta cùng gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời.
yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức
hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên mà đời, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận thi đấu chung kết giải bóng đá U17 Tứ Hùng Ice Gold Young Talent Bến Tre năm 2024. Đây là cuộc chạm trán giữa cặp đấu câu lạc bộ Kim Long cùng với câu lạc bộ Phủ Dòng Trâm. Xin hẹn gặp lại Thành Phát Bé Nít cùng với Công Khanh ở trong từng thi đấu tiếp theo. Em mời thay mặt ekip truyền thông thể thao Gold Airplay cùng với bóng đá đường Bến Tre của anh Nguyễn Công Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết đã được bắt đầu đến khán giả và người hâm mộ đang theo dõi trên fanpage. Sắc kem sẽ là trang phục thi đấu của câu lạc bộ Kim Long. Kim Long nòng cốt là những người con quê hương Chả Lách nha mấy bạn. Đối thủ của Kim Long sẽ đến từ quê hương Dòng Trơm. Kim Long với tàu đấu số 14 Anh Kiệt, số 10 đội trưởng Minh Trí, số Thu Thành, số 1 Bách Hào, số 19 Di Hiển cùng với số 9 đó là Minh Bằng. Đường chuyền hơi khó dành cho người đồng đội mang áo số 22, đó là Quang Cảnh. Xuân Phương đường chuyền bằng góc hay. Phủ Dòng Trơm với tàu đấu số 8 Thành Hiếu, số 39 Minh Quân, số 79 Minh Trung, số 30 Gia Bảo, số 7 Long Hồ, Thủ Thành số 23 Đức Tiến. Hoài An và Quang Cảnh là hai cầu thủ đáng nhắc đến phía đội hình của Kim Long. Phủ Dòng Trơm các bạn, Kim Long cũng phải nhắc đến tiền đạo Quang Trực cũng thi đấu ở giải bóng đá U18 V-Sport khu vực tỉnh Bến Tre trong áo của câu lạc bộ Gia Vinh. Hoài An có tin nhau. Quang Trực được mệnh danh là sát thủ có gương mặt trẻ thơ quê hương Chả Lách nha mấy bạn. Xuân Phương. Mùa giải này thì Nguyễn Phú, người anh em thi đấu khá ăn ý với Xuân Phương thi đấu trong màu áo của Ranger. Kiệt Mèo. Quang Trực. Chưa được. Được gì dành cho đội trưởng Minh Trí. An Coutinho, Quang Cảnh. Ngoài Kim Long và Phủ Dòng Trơm thì ở lứa U17 còn có câu lạc bộ Sông Anh và câu lạc bộ Ranger City. Quang Cảnh đã tung ra một cú đá bằng chân trái. Xuân Phương.
Đức Tiến, An Coutinho, Hoàng Cảnh, Thành Kiệt, Sài Chở Khéo, Xuân Phương. Hai đội bóng cũng nhập cuộc chậm rãi nha mấy bạn, chậm mà chắc. Xuân Phương, Thành Kiệt có thể dứt điểm hay không? Mình Trí khá nguy hiểm. Đức Tiến, Quang Cảnh, Hiếu Nhỏ, Minh Hiếu, Quang Cảnh, không có gì nguy hiểm cho Ngọc Quý. Ngoài Ngọc Quý còn có thủ môn Tuấn Hân là người gác đền của câu lạc bộ Kim Long. Cơ hội đã trôi qua, cú đá của Hiếu Nhỏ. Hiếu Nhỏ đá thẳng luôn các bạn. Xin cảm ơn Tuấn Giang, Thế Bảo. Phong lên, Ngọc Quý. Vào. Thanh Kiên đã nổ súng cho câu lạc bộ Kim Long. Cú đá rất quyết đoán của Thanh Kiệt. 1-0 cho câu lạc bộ Kim Long trong trận chung kết giải U17 Ice Gold John Talent Bến Tre năm 2024. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi. Tiến vọng rất tốt và cú đá bằng chân trái. Hoài An có tin nhau đã phá bóng an toàn. Minh Trí, Xuân Phương. Tổ đấu của Kim Long khá chất lượng nha mấy bạn. Những cái tên đáng chú ý của đội bóng này đó là đội trưởng Minh Trí, tiền đạo Quang Trực, Xuân Phương và thủ môn Ngọc Quý bắt gấu Pha Ke. Quang Cảnh, An có tin nhau là những cái tên đáng nhắc đến của Phủ Dòng Trơm cùng với Hiếu Nhỏ. Trượt được, Thanh Kiệt đã không thể có đủ thời gian đưa bóng vào trong. Xuân Phương sẽ mang về quả đầu góc. Xuân Phương, Thanh Kiệt, bắt gấu đã phá bóng an toàn. Ngọc Quý chơi chân cũng tốt lắm bạn. Vẫn còn Quang Trực, Minh Quân, hậu vệ Phủ Dòng Trơm dâng lên khá cao. Mình Hiểu, Minh Quân, đá vào góc cho không phóng lên. Xuân Phương, Thanh Kiệt chấp bóng. Cú đá, cơ hội đã trôi qua. Minh Trí là người đã bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Ở trong một trận chung kết thì không có nhiều cơ hội dành cho các cầu thủ. Đường chuyền vừa rồi đã không tạo điều kiện thuận lợi cho Hiếu Nhỏ. Hiếu Nhỏ hơi bị thất thế. Xuân Phương, Thanh Kiệt,
chưa được. Đức Tiến, Minh Trí, Thành Kiệt, Minh Quân, Xuân Phương, Hoàng Hồ, Thủ Thành, Đức Tiến. Vô, hỏi không. Minh Trí là người đã ghi bàn. Một tình huống dứt điểm bằng mũi dài, bóng đi rất là căng, bóng đi chìm đó các bạn. 2-0 cho câu lạc bộ Kim Long. Hiếu Nhỏ, không, đây là An Cô Tiên Nhâu. Thanh Kiệt, cơ hội đã trôi qua, chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng thứ hai của cầu thủ đến từ câu lạc bộ Kim Long. Tình huống ghi bàn của đội trưởng Minh Trí và dứt điểm bằng chân phải. Minh Trí còn có biệt danh khác, đó là Trí Sikola mấy bạn. Ancotinho. Xin cảm ơn Bách Hào. Quang Cảnh, Dòng Trôm và câu lạc bộ Kim Long đều đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tương đối dài. Quang Cảnh phong lên cho Ngọc Quý, Trương Phương, cách biệt đang là hai bàn nghiêng về đá bóng của Ngọc Quý cùng với Trương Phương và Quang Trực. Đá phạt, ở trong mùa giải này An Có Tơ Nhô thi đấu phong cách xì lô mô sành mấy bạn. Quả đá biên đã đi ra ngoài, điều này cũng ảnh hưởng vào sức mạnh đặc biệt là trên hàng tấn công của Phủ Dòng Trôm. Bóng đã trúng vào cầu vòng. Gia Bảo, vẫn là Gia Bảo. Minh Trí, Trí Sikola, Minh Quân, Ngọc Quý. Minh Quân nên chịu khó phối hợp nhiều hơn. Quang Cảnh, Tiến Bước Mộng hơi xa. Thành Kiệt, đây là Trí Sikola. Quang Trực, đá biên cho Quang Trực. Xuân Phương, Ngọc Quý, Xuân Phương, Minh Quân, Gia Bảo, đường chuyền hơi mạnh của Gia Bảo dành cho Minh Trung, Trần Nguyễn Minh Trung. Minh Trung, vẫn là các cầu thủ đến từ Phủ Dòng Trôm. Đấu quyết liệt, phong lên đó bạn. Mỗi tuần đều sẽ có những giải đấu dành cho các bạn tùy theo cấp độ và lứa tuổi khác nhau. Đây là một trong những sự nỗ lực của anh Nguyễn Công Thành, chủ sân NCT Football cùng với hệ thống đá đường Bến Tre. Trận đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Kim Long. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào phải.
trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Trong tay ra sân cùng vơi qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam khát khao chiến thắng. Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với sàn NCT Football của anh Nguyễn Công Thành. Chúng ta cùng đến với những biến chính của đấu thứ hai đã được bắt đầu. Trận thi đấu chung kết giải bóng đá U17 High School Bến Tre John Talon năm 2024. Cặp đấu giữa câu lạc bộ Kim Long và câu lạc bộ Phủ Chầm Trơm, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Kim Long. Hiếu Nhỏ phạt góc không, đây là đúng là Hiếu Nhỏ các bạn, Thanh Hiếu. Quang Cảnh và dứt điểm bằng chân trái không đi quá xa vị trí thủ môn. Vào ra nhắc được kìa, thua kìa. Acotillo đã rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho câu lạc bộ Phú Châu Trâm. Bàn thắng này đã thắp lại tia hy vọng cho đội nhà ở trong trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay. 1-2. Hoài An là người ghi bàn các bạn. Hoài An và Hiếu Nhỏ là hai cầu thủ ảnh hưởng vào đó chơi của Phủ Dầm Trơm ở mùa giải năm nay cùng với Quang Cảnh. Ngọc Quý, câu lạc bộ Kim Long với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bảo Trân nha mấy bạn. Bạn Bảo Trân cũng là một trong những vị trọng tài đồng hành cùng với các giải đấu cho các bạn ở quê hương Bến Tre.
Cảm ơn em Bảo Trân, Ngọc Quý. Bảo Trân nhớ có những bức hình thật đẹp để đăng tải trong mùa giải này, ủng hộ cho anh Công Thành. Đá phạt lên. Đấy, vô, 3-1. Quốc Anh là người ghi bàn. Một sức rướng cực tốt của Quốc Anh ở nhịp chạm bóng vừa rồi, 3-1. Các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn của Bảo Anh. Bảo Anh đã đẩy bóng hơi xa nhưng mà tốc độ của cầu thủ này đủ để mang về bàn thắng thứ 3. Còn đây là pha ghi bàn của Hoài An Coutinho trước đó các bạn. Cú đá tiếp theo. Hai cú đá liên tiếp vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành Ngọc Quý, Thanh Kiệt. An Coutinho. Xuân Phương. Đá biên cho Hoài An. Quang cảnh. Hoài An. Bắt gấu đã bắt bài các bạn. Mém tí nữa bắt gấu phải trả giá. Cộng dòng đã cứu thua Thanh Kiệt. Tiếng hai Xuân Phương, không phải là chân thượng, Hoài An đã lùi về. Xuân Phương. Để có thể gặp nhau trong trận chung kết này thì Kim Long và câu lạc bộ Phủ Chồng Trôm đã vượt qua được Song Anh cùng với câu lạc bộ Ranger City ở lượt đấu đầu tiên của mình. Thanh Kiệt. Lứa cầu thủ này sẽ là tương lai cho lứa U18 Vsport nha các bạn. Các bạn hãy cố gắng, anh Hiền cũng mong rằng các bạn sẽ sớm góp mặt trong màu áo của đoàn tàu U19 Icon Super Jerry. Mình hiểu. Trong hệ thống bóng đá được Bến Tre và cộng đồng thể thao Việt Nam Vsport thì chúng ta sẽ thi đấu không dừng lại ở khu vực Bến Tre mà còn khu vực miền Nam cùng với toàn quốc luôn mấy bạn. Đó là lộ trình mà bóng đá được Bến Tre cũng như là anh Nguyễn Công Thành đã cố gắng sắp xếp cho các bạn. Và đá biên. Thanh Kiệt. Bóng đá chạm vào Hiếu Nhỏ. Dòng Trôm cũng phải nhắc đến nền tảng thể lực của cầu thủ này. Rất là tốt. Nguyễn Phương. Quốc Anh. Thanh Kiệt. Xuân Phương. Hoài An. Rất nỗ lực. Các bạn thi đấu tốt sẽ lọt vào mắt xanh của các vị chủ tịch câu lạc bộ và huấn luyện viên trưởng nha các bạn. Nếu như thi đấu cho câu lạc bộ thì chúng ta sẽ có được kinh phí cũng như là tiền ăn giúp cho các bạn thi đấu tự tin hơn. Cơ hội đã trôi qua. Những gương điển hình như là Nhật Minh, Minh Lúa nè các bạn. Minh Lúa cũng thi đấu trong áo của câu lạc bộ Number 4 ở những thời gian trước. Những giải đấu như là Starkid cũng như là các giải đấu bóng đá được Bến Tre. Điều này đã giúp cho Nhật Minh hoàn thiện hơn và hình ảnh của Nhật Minh đã được lọt vào mắt của các vị chủ tịch câu lạc bộ. Ngọc Quý đang có vẻ bị đau. Huấn luyện viên trưởng Bảo Trân buộc phải vào sân xem cầu thủ của mình như thế nào. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Thành Kiệt. Trí Sikola. Trí Sikola cũng đã ghi bàn thắng thứ 2 cho câu lạc bộ Kim Long. Xuân Phương.
Trương Phương cũng phải nhắc đến cầu thủ này. Trương Phương cũng đã từng lọt vào top của câu lạc bộ bóng đá Tái Sơn Nam và từng thi đấu trong áo của đội bóng câu lạc bộ Quý 11 ngón mấy bạn. Được triển khai của Trương Phương. Quả đá biên. Vào. Cú đúp dành cho Trí Sikola. Minh Trí đã ghi hai bàn thắng cho đội nhà, người đội trưởng của câu lạc bộ Kim Long ở mùa giải năm nay. 4-1. Cú đá bằng chân phải của Trí Sikola. Minh Trí. Trí Sikola. Minh Thiện. Thanh Kiệt. Vẫn là các cầu thủ phối dòng trâm. Gia Bảo. Phong lên cho Ngọc Quý. Sơn Phương. Đá biên cho Phủ Dòng Trâm. Đường chuyền của Minh Trung phối hợp với Gia Bảo. Minh Trung. Bắt gấu đã khép gấu an toàn. Bắt gấu là người con của quê hương Ba Tri mấy bạn, đồng hương với Sơn Phương và Nguyễn Phú. Cú đá. Nỗ lực đến từ Long Hồ. Được chuyền hay. Không hề khó khăn cho thủ thành Đức Tiến. Đức Tiến bắn cũng, bắt cũng rất tốt các bạn. Minh Quân. Minh Trung. Trần Nguyễn Minh Trung. Không có gì nguy hiểm. Thanh Kiệt. Trương Phương. Sư Phương đã di chuyển trọng hơn so với thời gian đầu của trận chung kết. Thanh Kiệt. Đá phạt với bạn ơi. Lỗi thuộc về Bắt Gấu. Bắt Gấu đã chơi sử dụng tay ngoài vòng cấm địa các bạn. Vâng, một chiếc thẻ đỏ. Tuy Bác Gấu đã rất kính nhưng không thể nào vượt qua được đôi tay, đôi mắt của trọng tài. Cách biệt đang là 3 bàn. Liệu rằng Phủ Dòng Trơm có tận dụng cơ hội trong thời gian còn lại của trận chung kết đây hay không? Rất bất ngờ. Sơn Phương buộc phải lùi về thi đấu vị trí này và câu lạc bộ Kim Long cũng phải thi đấu thiếu người trong thời gian còn lại của đấu thứ hai. Cơ hội không thể nào ngon ăn hơn cho Phú Trầm Trầm. Các bạn đang là 3 bàn. Vào. 2-4. Ngay lập tức thì đoàn quân của Trầm Trầm đã rút ra tỷ số còn 2 bàn. Đội bóng này cũng sẽ thi đấu hơn người trong thời gian còn lại. Thì hy vọng đã được thắp lớn hơn. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp đá phạt vừa rồi. Kim Long không đủ người để theo kèm trong pha bóng vừa rồi mấy bạn. Đức Tiến. Minh Trung. Gia Bảo, Minh Trung. Quốc Anh là người chạy bóng. Gia Bảo, Minh Trung, Minh Quân. Quang Lần Quang. Quang Trực. Vẫn là Quang Trực. Quang Trực muốn đột phá không thành công, phóng lên.
Kim Long vẫn còn một lá bài tẩy, đó là anh Kiệt Mèo nha mấy bạn. Minh Trung. Rất hay, Lâm Hồng. Huy Trọng. Không vào, cơ hội đã trôi qua. Tuấn Hưng là người đã vào thay cho Ngọc Quý trong hiệp đấu này. Ngọc Quý đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ ở những phút trước. Trường Phương. Phong lên. Bóng đã chạm vào Huy Trọng. Tuấn Hưng. Quang Trực. Quang Trực và Gia Bảo. Lỗi thuộc về Quang Trực. Huy Trọng. Quang Trực. Phong lên. Vẫn là cao thủ đến từ Kim Long. Vâng. Và đó cũng là tình huống cuối cùng. Xin chúc mừng cho câu lạc bộ Kim Long cùng với huấn luyện viên Bảo Trần sẽ có được tổng huy chương và chiếc cúp vô địch ở trong mùa giải này. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vời qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ.
đã thuộc bài các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Phủ Trường Sơn. Cố anh là gì vậy? Và mấy em nhớ nghe theo hướng dẫn của anh là con trâu bắp bơ Nguyễn Quốc Trung. Trong tay ra sân